Đây là cái cửa cách âm, cửa cách âm sập caro. Sập caro này rất là đẹp. Bọc mình bọc là bọc bên cạnh của cái cánh luôn. Đây, một bên cánh này mình đóng cho nó cách âm nó tốt. Khóa mình bọc luôn cái tay khóa này. Đây là khóa phân thể. Nhìn khóa rất là đẹp. Đây là cánh cách âm dành cho phòng thu âm. Nhìn bọc caro nhìn rất là đẹp. Mẫu này đó, nhìn rất là nam tính. Đây là xưởng Sài Gòn Đo sản xuất nha.